dám bảo chồng mình là tóc giả. Này. Wow. Trời ơi. Này. Bạc thế. Im để em cắm vào đây cho dê. Đâu rồi? Công nhận vợ mình nhỏ một phát bao phê. Phê không? Phê chứ. Này. Phê thì bây giờ em hỏi một câu nhá. Hỏi gì? Trong quá khứ anh đã từng yêu ti tỉ cô. Thế có cô nào anh yêu thật lòng không? Không. Cứ nói thật đi. Em không ghim thù đâu mà lo. Anh nói thật, cô nào cũng như cô nấy. Có em là người đầu tiên yêu thật lòng đó. Này, thì tức là cô nào lộ trình cũng là ào ào đến khách sạn à? Em này gài không, anh là anh quay đầu rồi. Em từng nghe câu lãng tử quay đầu, quý hơn vàng chưa? Chưa. Vậy còn em, có mối tình nào không dính đến mùi tiền bạc không? Hả? Có chứ. Em đã từng có một mối tình thời sinh viên vô cùng trong sáng. Tự nhiên bây giờ nghĩ lại, em lại thấy hơi bồi hồi. À, gì đấy, có nhổ đâu mà đau. Ôi, em chém phát đau quá chứ liền. Diễn à? Diễn thì cho đau thật luôn. Đau thật đó. Em á, hung dữ như sư tử Hà Đông vậy. Có khi nào em dịu dàng với anh tí không hả? Em có dịu dàng và em cũng sẽ vẫn dịu dàng. Quan trọng là người đàn ông khiến cho mình dịu dàng là ai thôi. Biết chưa? Anh đây. Vớ vẩn, đời cậu lại thay đổi vì vợ ăn ổi đấy. Thì đánh. Còn gặp người khác á thì ngoan như một con mèo. Thế gì này? Mày nè, đi hợp lớp cái đóng người, làm gì chăm chăm nói chuyện một người vậy? Thích thế đấy. Thì làm sao? Còn thích thế nữa. Vũ ơi. Vũ ơi. Vũ. Ơ cái thằng này. Này. Ông hẹn tôi với bố Sơn đi xông hơi. Mà bây giờ ông bỏ bom tôi này đấy à? Tôi nói cho ông biết nhá, ông ấy mà cứ ngựa quen đường cũ ấy, ít nhất ông phải để cho tôi với chị Huệ chứ ông phải hợp phố đã chứ. Vũ. Anh mừng cả nhà đến đây luôn à? Ghen thì nói với em một câu, em ở nhà, việc gì mà phải bày trò như thế? Ghen gì mà ghen? Này này, nhìn mặt này đi, có đang giống ghen không hả? Giống. Cả nhà đến đây là vì anh Bút rủ. Anh Bút anh đang sống lên vì chị Huệ kìa, cho nên mọi người mới đến chờ giúp thôi. Ra là vì anh Quốc, chứ không phải là vì anh ghen đúng không? Tất nhiên. Thế hả? Sao lại đúng lúc đúng chỗ thế? Thì đâu phải chuyện gì cũng có thể giải thích được đâu. Nhưng mà ghen ấy thì giải thích được đấy. Bảo sao tự nhiên bố lại gọi điện cho mình dặn dò ý tứ thế chứ. Anh cũng giỏi kéo bè kéo cánh lắm đấy. Này, anh là anh không có nói gì với bố đâu đây. Nhưng mà bố gọi cho em có nghĩa là bố đang đứng về phía của anh. Sau này em có làm gì thì cũng
suy nghĩ đến ý tứ, em có hiểu không? Hiểu không? Ơ này, đi đâu đấy? Thì đi chào hỏi mọi người chứ đi đâu? Chào hỏi mọi người?